Là một nhân vật quen thuộc với cả hai thế hệ 8X và 9X, sắp tới đây mèo béo Garfield sẽ tiếp tục hành trình chinh phục thế hệ khán giả mới với bộ phim Garfield Mèo Béo Siêu Quậy vào ngày 31 tháng 5 này. Garfield Mèo Béo Siêu Quậy đánh dấu cột mốc gần 20 năm rời xa màn ảnh của chú mèo mướp lông vàng lười biếng, ham ăn món lasagna nhất trên đời. Tuy thế, cuộc phiêu lưu vào chốn hoang dã lần này của Garfield chắc chắn sẽ khiến khán giả phải cười lăn vì những tình huống chéo ngoe đầy bất ngờ. Trở thành một biểu tượng văn hóa, sức sống của Garfield không chỉ gói gọn trên màn ảnh hay những cuốn truyện tranh, tạp chí, mà thậm chí tới hiện tại dù đã 46 tuổi, chú mèo vẫn là cái tên thu hút không chỉ về truyền thông mà cả về những sản phẩm, câu chuyện đi kèm. Garfield được phác thảo vào ngày 19 tháng 6 năm 1978, khi vừa xuất hiện chú đã có mặt trên 41 tờ báo ở Bắc Mỹ. Tính đến nay đã có 2.200 tờ báo ở trên 111 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng tải hình ảnh của Garfield. Chú mèo xuất hiện trên hàng triệu mặt hàng từ bút chì, hộp ăn trưa đến cốc cà phê. Sự nổi tiếng của Garfield đã mang về cho Jim Davis khoảng 750 triệu đô la Mỹ đến 1 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Garfield sẽ khiến người đọc cảm thấy yêu bản thân hơn. Nhiều khi chúng ta cảm thấy tội lỗi vì ăn quá nhiều và ngủ quên. Thế mà Garfield lại làm điều đó, hạnh phúc với điều đó và khiến người khác cảm thấy ít áy náy hơn. Và trong bộ phim mới, Garfield Mèo Béo Siêu Quậy, độ lầy, độ lười và cả độ ham ăn của Garfield không sụt giảm mà lại còn hơn trước. Nhắn đến Garfield, hẳn ai cũng nhớ tới Oddie, chú chó bị ăn hiếp nhưng lúc nào cũng léo đẽo theo Garfield, thực hiện những phi vụ dở khóc dở cười. Những nhân vật mới cũng sẽ xuất hiện và giúp khán giả hiểu sâu hơn về quá khứ xuất thân của mèo béo. Garfield Mèo Béo Siêu Quậy khởi chiếu ngày 31 tháng 5 tại tất cả các rạp trên toàn quốc.